Ngày 23 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, và Trương Minh Tuấn, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông vì những sai phạm liên quan đến thương vụ mua bán AVG. Những sai phạm của cả hai ông được xác định xảy ra khi ông Son đang là Bộ trưởng, ông Tuấn là Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông liên quan đến thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu AVG. Các quyết định khởi tố bị can này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê duyệt. Cũng liên quan đến vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Phạm Thị Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc, và ông Cao Duy Hải, nguyên Tổng Giám đốc Mobifone, để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.